Người đàn ông Mỹ thông thạo tiếng Việt giúp người Việt tị nạn hơn 22 năm. Duyên phận đã đưa một người đàn ông Mỹ từ Sở đến Việt Nam, tới đã đi là không muốn về. Để rồi từ năm 1975, khi làn sóng người Việt tị nạn ập đến nhiều nơi trên thế giới, ông đã bỏ lại mọi thứ để đi khắp nơi từ Mỹ đến Thái Lan, Philippines để giúp đỡ những người Việt chân ướt chân ráo nơi xứ người. Đó là mục sư Doris Kellum, sinh năm 1946, trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở tiểu bang Mississippi. Kellum từng nghĩ lớn lên mình sẽ trở thành luật sư giống như cha, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, ông lại vào viện thần học. Duyên phận với Việt Nam bắt đầu khi cuối năm 1968, ông quyết định tình nguyện tham gia quân ngũ. Sau khi hoàn thành các khóa huấn luyện và được thăng cấp thiếu úy, ông được lệnh qua Việt Nam làm cố vấn cho lính Việt Nam Cộng Hòa tại Long Khánh, Đồng Nai. Ông cũng được cử đi học tiếng Việt 3 tháng. Trước khi đi lính, Dolores từng do dự, nghĩ mình là một cơ đốc nhân thì có thể tham gia chiến tranh được không? Rồi ông tự nhủ, nếu đất nước Hoa Kỳ của tôi bị một đội quân xâm lược và là một chế độ vô thần thì tôi có bằng lòng không? Tôi có sẵn lòng bảo vệ đất nước của mình không? Nếu tôi bằng lòng bảo vệ tự do của đất nước mình, thì tôi cũng phải bằng lòng giúp người khác bảo vệ tự do cho nước của họ. Cho nên, ông đã yên tâm tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên thời điểm đó, ông đã cầu nguyện sẽ không phải đi Việt Nam, vì chiến tranh Việt Nam lúc đó đang rất khốc liệt. Nhưng khi buộc phải đến Việt Nam, ông đã nghĩ, chắc Chúa có lý do. Đức tin mách bảo ông rằng, nếu Chúa muốn ông sống thì không ai giết mình được, còn nếu Chúa muốn ông chết trong chiến tranh thì ông cũng sẽ vào thiên đàng của Chúa, nên ông không còn sợ hãi nữa. Đơn vị của ông khi đó có 5 người thường xuyên hành quân trên toàn tỉnh Đồng Nai. Những cái tên như Định Quán, Gia Kiệm, Dầu Dây, rồi Hưng Nghĩa, Suối Tre đã trở nên rất đỗi quen thuộc mà đến nay ông vẫn nhớ như in. Năm 1971, chính quyền miền Nam có dự án sửa lại đường xe lửa từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. Khi tới Long Khánh thì đại đội mà ông cố vấn phụ trách về an ninh tiết lộ. Vậy nên, tháng cuối khi ở tại Việt Nam, ông hầu như sống trên xe lửa. Mỗi ngày đại đội của ông sẽ đi đến những nơi có cầu bắc qua suối bị phá để sửa lại, rồi chiều lại về Long Khánh. Kỷ niệm mà ông nhớ nhất ở đây là một hôm chỉ có mình ông là người Mỹ đang đi với lính Việt Nam Cộng Hòa, thì quân Bắc Việt cho nổ 5 quả mình nhắm vào xe lửa. Khoảnh khắc đó gắn vào trí óc ông như một thước phim quay chậm. Ông nhớ như in lúc mình đang ngồi trên xe lửa ngã xuống như thế nào, người chết, người bị thương nhiều ra sao. Ông kể, khi có người hỏi ông có sợ không, tôi trả lời tôi không có sợ, tôi rất bình an, dù cũng mấy lần đánh trận, nhưng lần nào Chúa cũng bảo vệ. Một năm sau, Dolores phải trở về Mỹ, ông nói, lúc đi Việt Nam thì không muốn đi, mà lúc về thì không muốn về. Trở lại Việt Nam lần hai. Sau khi về Mỹ, ông Dolores được giải ngũ. Khi đó bên giáo hội có chương trình cho những người trẻ tuổi đi các nước để giúp đỡ giáo sĩ. Vì muốn trở lại Việt Nam, ông đã trở lại Viện Thần Học để học thêm một năm. Khi tham gia phỏng vấn, có câu hỏi ba nước nào mà bạn muốn đi nhất, Kellum đã trả lời rằng, hạng nhất là Việt Nam, hạng nhì là Việt Nam và hạng ba là Việt Nam. Rồi có một người trong giáo hội hỏi, nếu chúng tôi chọn anh đi nước khác thì sao? Ông trả lời, tôi không lo điều đó vì tôi biết Chúa muốn tôi sẽ về Việt Nam, nên tôi biết là quý vị sẽ chọn tôi về Việt Nam. Quả nhiên năm 1972, ông Dolores được chọn trở lại Việt Nam để phục vụ tại Đà Nẵng. Ở đây, ông phụ trách các vấn đề về thanh niên trong hội thánh và dạy tiếng Anh cho học sinh. Qua đó, ông đã được gặp gỡ, làm quen với những học sinh và có rất nhiều kỷ niệm tại nơi này. Hai năm sau, ông trở lại Viện Thần Học ở Mỹ, dự định sau khi học xong sẽ trở lại Việt Nam làm giáo sĩ. Nhưng sau đó, thế cục đột nhiên thay đổi. Năm 1975, chiến tranh tàn khốc hơn. Mỗi khi học xong về phòng, ông lại mở đài lên nghe tin tức về Việt Nam. Ông xúc động kể, thời đó họ sẽ treo lên một bản đồ Việt Nam, mỗi lần quân miền Bắc chiếm được tỉnh nào thì tỉnh đó sẽ được tô màu đỏ. Trong mấy hôm thì thấy màu đỏ xuống dần trong cái bản đồ đó. Và cho đến ngày 30 tháng 4 sau khi về phòng mở đài và nghe được là Cộng sản chiếm lấy Sài Gòn rồi. Lúc đó tôi tưởng rằng cánh cửa đã bị đóng lại rồi, mình không có dịp về Việt Nam nữa. Tôi thắc mắc lắm, thắc mắc với Chúa tại sao. Tuy nhiên, việc Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975 đã tạo ra một làn sóng người Việt tị nạn ồ ạt. Nhiều người trong số họ đã đến Mỹ. Một lần nữa, Dolores lại hoãn việc học để đi giúp đỡ người Việt tị nạn tại trại Jeffers ở tiểu bang Arkansas. 22 năm giúp người Việt tị nạn.
Hôm đó, Doris đã thức suốt 48 tiếng đồng hồ để dọn dẹp hành lý, di chuyển và làm thủ tục để đến trại Chaffer sớm nhất có thể. Ở đây có một nhà thờ. Sau giờ hội nhóm, ông đã ngồi ở bậc thềm trước mặt nhà thờ. Ông kể, tôi đoán sẽ có người quen của tôi ở đây. Kiếm họ dưới ngàn người như thế này quá khó, nên tôi ngồi đây, hy vọng họ sẽ thấy tôi. Đúng như dự đoán, có một người học trò cũ đã nhận ra ông. Từ người đó, ông đã tìm được thêm một số người nữa mà ông đã quen khi còn ở Đà Nẵng. Thời gian này, nhiệm vụ của Doris là dạy tiếng Anh, rồi tìm kiếm bảo trợ người tị nạn cho đến khi trại giải tán. Ông nói, đó là thời kỳ rất gian khổ cho những người dân tị nạn. Trong vòng 15 ngày, đã có khoảng 150.000 người tị nạn qua Mỹ, không chỉ có người Việt Nam, mà còn cả người Lào và Campuchia. Trong 150.000 người đó, rất hiếm người có bà con tại Hoa Kỳ, nhưng trong vòng 9 tháng, tất cả đều đã được bảo lãnh ra. Có rất nhiều tổ chức và cá nhân tại Mỹ đã chung tay để giúp đỡ bảo hộ cho họ. Trong thời gian ở đây, nhân duyên gặp gỡ với người Việt ngày càng nhiều với những câu chuyện cảm động. Gia đình ông Doris cũng cưu mang một thanh niên trẻ tuổi tên là Nguyễn Tấn Dương, hiện tại cũng đã trở thành một mục sư. Ngoài Mỹ, làn sóng tị nạn cũng ập vào bờ biển Thái Lan. Vì vậy, 5 năm sau đó, Doris lại lên đường sang Thái Lan giúp người tị nạn Việt Nam và Campuchia. Ở đó, ông phân phát thư và đồ ăn cho mọi người. Những người ở đây phải tự leo lên đồi, chặt tre kiếm lá để dựng lều ở. Thời gian ở đây, ông đã gặp rất nhiều người. Họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Có những người bị lạc mất người thân, có người bị chìm tàu chết đuối, có những người gặp phải hải tặc bị đánh, bị cướp. Doris nói rằng, khi đó ông đã nghe kể rất nhiều chuyện khiến ông không thể tưởng tượng được rằng con người lại đối xử với con người như thế. Một lần, ông vừa lái xe trên đường tại thủ đô Bangkok vừa nghe radio. Khi đó, có một cuộc phỏng vấn một người công chức Malaysia về vấn đề người tị nạn Việt Nam đang tới Malaysia. Ông công chức đã trả lời rằng, chúng tôi không muốn đổ rác của Việt Nam lên bờ của chúng tôi. Sau khi nghe câu nói đó, Doris đã không thể tiếp tục lái xe được nữa. Ông phải dừng xe lại một khoảng thời gian. Trong đầu ông lúc đó, hình ảnh những đứa trẻ tị nạn đáng thương hiện lên. Ông đã rất tức giận, không cầm nổi nước mắt và ông đã bật khóc. Tuy nhiên, ông cũng đã làm việc với một số người khác ở nơi đây và họ rất tốt. Ông nói rằng, chúng ta không thể đánh giá cả một dân tộc qua hành động của một số người. Chưa dừng lại ở đó, cuối năm 1981, Doris lại tiếp tục được mời đến phục vụ 13 năm trong một trung tâm tị nạn ở Philippines cho đến khi trại giải tán. Trại này chứa khoảng 18.000 người. Ở đây có trung tâm dạy nghề như thợ điện, thợ mộc, thợ ống nước, lái xe, đánh máy chữ. Nhiệm vụ của ông ở đây là sắp xếp cho mọi người vào hội thánh nào như hội thánh cho người Việt, hội thánh cho người Hoa, hội thánh cho người Lào và phân công người giảng dạy kinh thánh trong các hội thánh đó. Tại Philippines, mục sư Doris cũng đã nhận nuôi một người tên là Nguyễn Thanh Hùng, giờ con nuôi của ông cũng đã trở thành một mục sư. Quê hương thứ hai. Năm 1990, ông có cơ hội quay lại Việt Nam. Ông nói rằng khi máy bay đáp xuống sân bay, ông cảm thấy như mình đã về nhà, vì ông đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Những năm sau đó, bất cứ khi nào có cơ hội, ông lại về thăm Việt Nam. Ông cảm thấy mỗi lần về Việt Nam không phải là đi du lịch, mà lại như đi thăm gia đình, vì mỗi nơi ông đi qua, nơi nào cũng có người quen, nơi nào cũng cảm thấy rất thân thiết. Sau khi tới Việt Nam, ông đã đặt trong lòng mình cảm tình với người Việt. Ông rất trân quý cơ hội được phục vụ với người Việt Nam, trân quý cơ hội được làm việc giúp đỡ những người dân tị nạn trong suốt những năm qua. Đó là những người cần sự giúp đỡ nhất khi xa quê hương, những người bơ vơ nhất nơi xứ người. Cũng như người Việt có câu uống nước nhớ nguồn, với ông, uống nước nhớ nguồn, đó chính là mang tất cả những ân huệ mà ông được nhận, tất cả những gì tốt trong đời được nhận, đi giúp đỡ những người khác. Là một người tin vào thần, ông nói rằng uống nước nhớ nguồn còn là phải biết ơn và phải hướng về nguồn phước của mình trong đời. Giờ đây, mỗi khi được gặp lại những người mà ông đã giúp đỡ trong trại tị nạn, được nhìn thấy họ thành công tại Mỹ hay ở đâu đó, ông cảm thấy rất vui. Khi còn nhỏ, ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuộc đời mình sẽ rẽ theo hướng này. Ông nói rằng những gì mình được trải qua như là những phần thưởng mà Chúa đã dành cho ông. Một phần thưởng là kế hoạch của Ngài cho cuộc đời ông, và một phần thưởng nữa chính là ông đã có dịp để gặp gỡ và kết bạn với những người Việt Nam.